Xin kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, vào thời Chiến Quốc, tại Trung Hoa có ngọn núi tên Quỷ Cốc Thanh Khê, chính là nơi ẩn cư của một lão nhân được tôn xưng là Quỷ Cốc Tử. Hàng ngày, ông đều đọc sách, đả tọa và trầm tư suy ngẫm trên núi. Ông không lai vãn, giao du với con người trên thế gian, sống một cuộc đời cách biệt hẳn với thế tục. Thế nhưng, kỳ lạ rằng, dù ẩn cư như vậy mà hơn 2.000 năm qua, hậu thế đã khoác lên người Quỷ Cốc Tử quá nhiều danh tiếng. Những nhà binh pháp tôn xưng ông là bậc thánh nhân, phái tung hoành gia tôn ông là thủy tổ, những người bốc quẻ bói mệnh tôn Quỷ Cốc là ông tổ, đạo giáo lại liệt ông cùng hàng với lão tử và tôn ông là lão tổ Vương Thiền. Hơn nữa, cả cuộc đời của ông chỉ thu nhận đúng 4 đồ đệ mà tất cả đều thành tài vang danh thiên hạ nhờ những lời chỉ dạy và các bí quyết độc tôn mà Quỷ Cốc Tử truyền lại. Vậy rốt cuộc Quỷ Cốc Tử là ai mà lại được hậu thế tôn sùng tới như vậy? Những điều ông truyền dạy cho học trò của mình có gì đặc biệt mà khiến 4 đồ đệ trở thành bậc kỳ tài ngàn năm vang danh thiên hạ? Các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tìm trong video ngày hôm nay nhé. Quỷ Cốc Tử tên thật là Vương Hủ, suốt cả đời chỉ xuống núi đúng một lần duy nhất. Ông cũng chỉ thu nhận 4 đồ đệ là Bàng Quyên, Tôn Tẫn, Tô Tần và Trương Nghi. Trước khi vào động đá, họ chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt. Vậy mà sau khi xuất sơn, ai nấy đều công danh hiển hách, lưu lại tiếng thơm thiên cổ. 4 người này đã vận dụng binh pháp thao lược và biến thuật tung hoành do Quỷ Cốc Tử truyền thụ mà vùng vẫy 4 phương. Họ lần lượt làm thừa tướng, đại tướng quân các nước chư hầu, hô phong hoán vũ, thao túng cục diện chính trị loạn thế thời Chiến Quốc. Thành tựu của họ đều được quy công lao về cho Quỷ Cốc tiên sinh với những lời truyền dạy thâm sâu thấm thía. Và ngay sau đây chính là những điều ông đã dạy 4 người học trò của mình. 1. Thời thế của thiên hạ. Một người muốn nắm chắc vận mệnh của mình thì nhất định phải học được cách quan sát thời thế, xem xét thời của thiên hạ, nắm được xu thế của thiên hạ, nắm được thời thế tức là nắm được trào lưu. Điều được gọi là thời thế chính là xu hướng vận động trong hình thế lớn của thiên hạ. Nếu ví thiên hạ như biển rộng thì gió là thời, sóng động theo gió gọi là thế. Nắm được thời thế tức là có thể trêu đùa con sóng. Thời thế trong thiên hạ mơ hồ, quỷ thần khó đoán, chỉ trong hơi thở chớp nhoáng đã thay đổi vô thường. Thánh nhân biết thời thế, tùy thế mà dụng thời, từ đó mà trị thế an bang. Kẻ gian nghịch thời mà sinh thế, do vậy mới làm loạn cõi thế gian. 2. Thăm dò, hiểu thấu thiên hạ. Thăm dò chính là đo lường cái tâm của người khác. Nếu muốn hiểu thấu một người thì đầu tiên là nghe lời nói, nghe tiếng nói, quan sát sắc mặt, sau đó là nhìn vào hành vi. Được như thế chính là thấu hiểu được cái tâm của họ. Nếu muốn hiểu rõ thiên hạ thì trước hết nhìn vào tình hình quốc sự, sau đó là nắm lấy thông tin về số dân, tình hình quốc khố cho đến cả thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu khắc nghiệt hay ôn hòa, quân đội hùng mạnh hay yếu nhược, quân thần hiền minh hay ngu dốt. Sau đó mới suy đoán khí số quốc gia là thịnh hay suy, là hưng hay vong. Nhưng phúc họa của thiên hạ lại nằm cả ở chỗ có được lòng dân hay không. Vậy nên nhìn lòng dân có thể đoán được vận mệnh của chính quốc gia đó. 3. Trước tính mưu lược, sau mới động thủ. Khi chơi cờ vây, mỗi người đều nắm giữ 180 quân cờ. Đặt trong hộp thì chúng vĩnh viễn là những quân cờ chết. Chỉ khi đặt lên bàn cờ thì mới trở nên sống động, bao bọc cho nhau, nương tựa lẫn nhau. Nếu lỡ đi sai một nước, nhẹ thì mất đất, tổn binh, nặng thì toàn cục bại vong. Vậy nên trước khi đánh bất cứ nước cờ nào thì phải hoạch định mưu lược trước rồi mới động thủ sau. 4. Cơ tâm và đạo tâm. Cơ tâm là các loại thủ thuật, thủ đoạn. Nếu không có đạo tâm, đạo đức thì thủ thuật càng cao, hành vi càng sai lệch, sẽ rước họa vào thân. Tới khi đại nạn ập đến, e rằng muốn bảo toàn sinh mệnh của mình cũng khó. Trên đời biết bao người mê muội cũng chỉ vì lấy thủ đoạn thay cho đạo đức, không chỉ rước họa vào thân mà còn gieo tai ương cho người khác. 5. Bốn cảnh giới ngộ đạo. Ngộ đạo có 4 cảnh giới, đầu tiên là văn đạo, nghĩa là nghe đạo. Thứ hai là tri đạo, tức là biết đạo. Thứ ba là kiến đạo, ý là nhìn thấy đạo. Cuối cùng là đắc đạo. Trọng Ni, tên tự của Khổng Tử, người Lỗ thời Xuân Thu, nghe đạo nhưng không biết nó có thực hay không. Thế là ông bèn không quản ngại gian khó, tức tốc tới thành Lạc Dương, học đạo từ bậc tiên hiền là Lão Đam, tức Lão Tử. Lão Tử đàm đạo với ông 3 ngày, Trọng Ni hiểu đạo, đại ngộ cái lý cõi nhân thế và tự mình lập nên Nho gia. Từ đó có thể thấy rằng hai chữ tri đạo, tức là hiểu đạo, thật huyền diệu, biết bao. 6. Đạo và thuật. Bất kỳ môn học nào cũng đều có phần đạo và thuật trong đó. Ví như nghệ thuật bài binh bố trận thì thuật dùng binh nằm ở chỗ giành được chiến thắng. Còn đạo dùng binh nằm ở chỗ để binh sĩ được nghỉ ngơi, giảm thiểu thiệt hại.
nên kỳ thực người giỏi dùng binh không hề hiếu chiến. Đạo dùng binh nằm ở chỗ không động binh mà có thể hàng phục đối phương, ở chỗ biến chiến tranh thành hòa bình, lấy ít địch nhiều. 7. Thế nào gọi là thiện ngôn, có tài ăn nói? Người có tài ăn nói thì lời nói ra nước chảy, thao thao bất tuyệt, căn cứ đủ đầy, có thể khiến người ta nghĩ tới điều không muốn nghĩ, làm những việc không muốn làm. Khi họ không nói thì thần sắc định lại như núi, thế dũng mãnh như tên đã lên cung. Tuy họ không nói nhưng có thể khiến người khác tâm thần bất an, mê man hoảng loạn. Cho nên không nói mà lại là đang nói, không lời mà thắng cả có lời. 8. Quan sát thiên hạ. Quan sát thiên hạ chính là như nhìn một ngọn núi phía cao, không chỉ dựa vào mắt mà còn phải dựa vào trực giác, phải dụng tâm. Nhìn núi cao không nhất thiết phải leo lên tận đỉnh, để nhìn thung lũng sâu cũng không cần trèo xuống vực khe. Ngược lại, nếu thực sự leo lên được ngọn núi ấy, thực sự xuống được thung lũng ấy thì đột nhiên ngọn núi kia, thung lũng kia bỗng hóa bình thường. Cũng giống như khi đi sâu vào trong rừng, chỉ nhìn thấy cây cối xung quanh mà không hề nhìn thấy cả một vùng rậm rạp. Nếu muốn nhìn thấy cả khu rừng thì chỉ có đứng ở núi cao, tuyệt đỉnh, phóng tầm mắt, dùng trực giác rồi dùng cái tâm mà nhìn xuống thì mới thấy được rõ. Vậy là 8 bí kíp đầu tiên của Quỷ Cốc Tử đã được bật mí với các bạn rồi. Các bạn có thấy rằng quả thật đó những triết lý nhân sinh muôn đời đều có thể áp dụng được hay không? Tất cả những gì ông truyền dạy lại 4 người đồ đệ của mình đều tập trung vào con người, lấy con người làm gốc rễ của sự thành bại trong đời. Biết mình, biết người, ắt sẽ thành công vang dội. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả những gì mà Quỷ Cốc Tử đã dặn dạy học trò của mình đâu các bạn ạ. Để có thể rèn giũa nhân tài, chỉ bảo một vài điều thôi là chưa đủ. Còn tận 8 điều ông truyền thụ cho đồ đệ mà chúng ta cũng cần khắc cốt ghi tâm đấy. Bạn có muốn giống như 4 vị học trò kia trở thành bậc kỳ tài xuất chúng ở thời hiện đại hay không? Bạn có muốn được mọi người nể trọng và yêu mến? Vậy thì hãy cùng Bí Quyết Thành Công khám phá tiếp ngay sau đây nhé. 9. Ba đạo: đạo thiên, đạo thánh, đạo nhân. Thiên đạo là đạo của tự nhiên, cũng là lý biến hóa tương sinh tương khắc của vạn vật trong vũ trụ. Thánh đạo là đạo tại cõi thế gian, cũng là lý an bang định quốc, thiên hạ đại đồng. Nhân đạo là đạo kiếp nhân sinh, cũng chính là lý an cư lạc nghiệp, đối nhân xử thế. Ba đạo này tương hộ cho nhau, không thể tách rời. Rời xa thiên đạo thì thánh đạo nguy nan, rời xa thánh đạo thì nhân đạo gian nan. 10. Thuật thuyết phục. Trò chuyện thuyết phục là một nghệ thuật, thông thường cần tùy người mà nói. Nói với bậc trí giả thì cần phải dựa vào hiểu biết, với người hiểu biết thì dựa vào biện luận, với người biện luận thì dựa vào điều cốt yếu, với người huyền quý thì nói về thế lực, người giàu thì nói về sự cao quý, với người nghèo thì nói về lợi, với người hèn thì nói lời khiêm nhường, với kẻ dũng thì nói lời can đảm. Đó cũng chính là cái lý tùy bệnh bốc thuốc vậy. 11. An định lòng người. Thiên hạ bất trị là bởi lòng người bất trị, lòng người bất trị là do dục vọng hoành hành. Muốn trị yên thiên hạ, đầu tiên phải trị được lòng người. Muốn trị được lòng người, trước tiên phải trị được những hiện tượng nhiễu loạn. Trị loạn chẳng qua chỉ là một biện pháp, trị tâm mới là cái gốc của chính đạo. Nếu trị loạn chỉ vì trị loạn, chỉ dùng sức mạnh để thống nhất thiên hạ, thì dẫu có thành công, thiên hạ đã loạn, lại càng thêm loạn. 12. Quyết đoán. Mọi việc trong thiên hạ đều do sự lựa chọn, đều là từ thái độ lựa chọn mà ra. Sự huyền ảo của kiếp nhân sinh cũng nằm ở đây. Trên đời chỉ có 2 loại sự tình. Một là những chuyện dễ quyết định, hai là những chuyện không dễ quyết định. Những chuyện dễ quyết định lại được chia làm 5 loại. Một là những việc đáng làm, hai là những việc tốt đẹp, ba là những việc không cần nhọc sức cũng có thể thành công, bốn là những việc dẫu nhọc sức nhưng không thể không làm, năm là những việc đón lành tránh dữ, những việc không dễ quyết định, gây tổn hại tới quyền lợi của hai bên thì cần coi nhẹ, những việc có lợi cho đôi bên thì hãy coi trọng. 13. Kiếm đạo. Nói về kiếm đạo, thiên hạ chỉ có 3 thanh kiếm. Kiếm của bậc thánh giả vừa có danh vừa hợp đạo trời. Nó dùng đạo làm thân kiếm, dùng đức làm mũi kiếm, dùng âm dương làm khí kiếm, dùng ngũ hành làm chuôi. Trên có thể chém được ánh sáng trên trời, dưới có thể xẻ đất rộng. Kiếm của bậc thiên tử dùng vạn dân làm thân kiếm, dùng hiền thần làm mũi kiếm. Trên ứng với đạo trời, dưới thuận theo địa lý, ở giữa lại hợp với lòng người. Kiếm của kẻ thất phu phàm tục dùng thép thuần làm mũi nhọn, dùng hợp kim làm thân kiếm, dùng rừng lạnh làm khí. Trên có thể chém đầu, dưới có thể chặt đứt 2 chân, ở giữa có thể chọc thủng nội tạng. Dù có thể sát thương người khác, nhưng lại là loại kiếm kém khí chất nhất. 14. Thuật bãi hạp, đóng mở. Bãi là mở, tức là nói. Hạp là đóng, tức là không nói. Thuật bãi hạp chính là thuật mở miệng và ngậm miệng, là thuật ăn nói. Biết khi nào nên nói, khi nào không nên nói. Thuật này rất ảo diệu, khó có thể đắc được. Khó ở chỗ nào? Chính là ở chỗ phải biết khi nào thì cần mở miệng, khi nào thì nên ngậm miệng. Phải biết khi mở miệng thì nói như thế nào, khi ngậm miệng thì ngậm như thế nào.
thường có câu rằng phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra chính là nói về đạo lý này. 15. Phàm là người ai cũng có trở ngại trong tâm. Theo đạo thường, con người không có ai hoàn thiện. Phàm là người thì đều có những trở ngại trong tâm, khi thì biểu hiện thế này, lúc lại biểu hiện thế khác. Những kẻ kiêu ngạo trong mắt không có ai, tự khen mà thành ra tự diệt. Những người không cần giải thích, theo đuổi những thứ xa vời, hay những người thích tranh cãi hờn ghen, tự cho mình là thông minh để bị trở ngại bởi sự tự phụ. Tự mình cô lập, vô cùng ít nói, rất ít hòa nhập với mọi người xung quanh, thì đa phần bị trở ngại bởi sự tự ti. Cái gốc của tu đạo nằm ở việc vượt qua chướng ngại trong tâm. 16. Biết người. Có thể loại bỏ chướng ngại trong tâm là vì tự biết mình tới cực điểm thì sẽ biết người. Tự biết mình không dễ, biết người lại càng khó hơn. Tức là chướng ngại từ bên ngoài dễ loại bỏ, nhưng chướng ngại trong tâm thì rất khó buông xuống. Con người không tự mình có được tự tin, thì người khác không sao mang đến tự tin cho họ được. Người không tự tin cần ngộ đạo tu tâm, người tự ngộ, người tự phụ cũng cần ngộ đạo tu tâm. Núi không phải ở chỗ cao thấp mà có thần tiên cư ngụ hay không. Nước không phải ở nơi nông sâu mà có rồng ẩn náu hay không. Đọc sách không ở nhiều ít mà có độ tinh túy hay không. Những ai đang lĩnh ngộ được điều này tức là đã có thể tu dưỡng, đề cao cảnh giới tinh thần bản thân, có thể đắc được đạo. Trong binh pháp Tôn Tử có viết, biết người biết ta, trăm trận không nguy. Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua. Không biết mình, không biết ta, mọi trận đều bại. Dựa trên ý tứ của Tôn Tử mà chúng ta có, biết mình biết người, trăm trận, trăm thắng. Đó chính là kinh nghiệm sống của người xưa được đúc kết truyền lại. Và ngày nay chúng ta vẫn nghe, cảm nhận và hay vận dụng theo trong một hoàn cảnh nào đó phù hợp, ví dụ như vận dụng trong kinh doanh, trong giao tiếp, trong đối nội đối ngoại, trong tư vấn tâm lý, vân vân. Trước khi khép lại video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tổng kết 16 bí quyết thần thánh luyện đồ đệ thành tài của Quý Cốc Tử. 1. Thời thế của thiên hạ. 2. Thăm dò, hiểu thấu thiên hạ. 3. Trước tính mưu lược, sau mới động thủ. 4. Cơ tâm, thủ đoạn và đạo tâm, đạo đức. 5. Bốn cảnh giới ngộ đạo, nghe đạo, biết đạo, thấy đạo và đắc đạo. 6. Đạo và thuật. 7. Thiện ngôn, có tài ăn nói. 8. Quan sát thiên hạ. 9. Ba đạo, đạo thiên, đạo thánh, đạo nhân. 10. Thuật thuyết phục. 11. An định lòng người. 12. Quyết đoán. 13. Kiếm đạo. 14. Thuật bãi hạp, biết khi nào nên nói, khi nào không. 15. Loại bỏ trở ngại trong tâm. 16. Biết người. Mong rằng các bạn sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những điều trên để có thể hoàn thành được mọi tâm nguyện trong đời. Còn bí quyết ắt sẽ thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.